cái con này nó có một cái cọng bông trắng ở bên vai nha mọi người nha, một cọng lông trắng bên bả vai. Để em xem coi ở đâu em canh em zoom lớn lên cho coi. Ồ tướng đó, à đây 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 đây, bên kia. Nó hơi nhát tí xíu ha, chim mới vừa về nó hơi nhát. Rồi, trước tiên thì Thành sẽ quay cho anh chị em xem một cái con chè lửa phải nói là rất là siêng hót. Con này rất là siêng hót nha. Con này chim bổi chưa qua cám nha mọi người nha. Đây mặt nè, mắt nè. Đây, đó, hai bên nè, chân trắng móng trắng nè. Rất là đẹp. Bên này thì cái móng bên này thì nó ngà ngà, còn móng bên này là trắng. Con này một cái đuôi, đây là móng sau nó cũng trắng luôn nè. Con này nó rất là ngộ ha. Đó. Ba móng trắng, một móng ngà. Rồi. Một đuôi của nó là 20, một đuôi nó là 20 gần 21, đó nó bị so le xíu ha. Đuôi tướng con này rất là đẹp nha mọi người nha. Đó, tướng rất là đẹp luôn. Một bên này là đuôi hình như là 207, 208 gì đó. Còn một bên này hình như là nó được 199, 198. Đó, bị so le khoảng. Tướng rất là đẹp nha. Đó. Rồi, để em nghe điện thoại cái nha mọi người. Wow. Wow. Thả vô lồng nó đứng nó tạch nó đập. Úi xa. Wow, con này nuôi nó sẽ rất là siêng hót nha mọi người nha. Đây tướng nè. Wow. Tướng rất là mini, rất là xẻ luôn nha. Để Thành quay cái Thành mở cái áo cho nó sáng sáng tí xíu nè, xem tướng nè. Trời ơi. Con này về rất là siêng hót luôn. Trăm phần ngàn luôn. Đó, tướng rất là mini. Dán xẻ. Đó. Đây Thành đang cho nó ăn sâu với lại dế Thành dục dưới đáy lồng nè. Đó thì cái mùa này anh chị em chịu khó nhớ để ý giúp em nha. Đó, mùa này thì cứ sâu dế dục dưới đáy đó cho nó ăn giúp em. Đó. Tướng nè, rất là đẹp, rất là siêng tạch. Dán rất là phải nói là siêu mini giống như là Thành vậy. Thành mini lắm. Ở bên ngoài anh chị em nào mà có tới nhà của em mà mua chim thì cũng biết rồi ha, tướng của em rất là mini, mini y như là mấy con chè lửa này nè. Đó thì Thành nhắc lại nha, cái con này đuôi một bên của nó là 10, một bên là gần 20, một bên là gần 21, hình như là nó 206, 207 gì đó. Đó thì Thành bán giá rất là yêu thương nha, giá chỉ có 1,3 triệu thôi nha, giá 1,3 triệu. Đó, mắt móng mỏ tay chân thì anh chị em cũng thấy Thành quay rồi, rất là kỹ rồi ha. Còn cái nhu cầu giao dịch thì cứ alo cho Thành ha, đừng có chat chít mất thời gian lắm. Đó thì cái số điện thoại của Thành, Thành luôn luôn Thành để bên dưới góc màn hình á. Đó, ai có nhu cầu thì nhớ alo giúp Thành nha, chứ đừng có chat chít xong đầu giận hờn vu vơ rồi nói những cái từ ngữ rồi này nọ nó không có tốt ở bên Zalo, Zalo gì. Bởi vậy, chính vì vậy mà Thành không bao giờ Thành xài Zalo là như vậy nha mọi người nha. Đó, anh chị em nào có nhu cầu giao dịch, đó, mua bán mà nhanh gọn lẹ cứ alo cho Thành, cái số điện thoại bên cái góc dưới nha mọi người nha. Rồi tiếp theo thì em lên cho anh chị em xem một cái mẫu chè lửa phải nói là tướng rất là mini và đuôi khá dài, tôm nhẹ bản lớn. Con này là đuôi 216 nha mọi người nha, hai đuôi đều không bị so le. Đó, đuôi tôm nhẹ, bản đuôi đều khá lớn. Đó, tướng rất là mini, mắt móng mỏ tay chân đầy đủ hết nha. Đó. Wow. Tướng là thấy không? Anh chị em thấy không? Tướng rất là tuyệt vời. Đó, thì con này giá nó là 2,8 triệu nha mọi người nha. Con lửa này giá 2,8 triệu, đuôi 216 ha. Bản đuôi lớn, tôm nhẹ. Tướng rất mini, mắt móng mỏ tay chân đầy đủ nha. Đó. Rồi, đó thì chút trưa nay ở bên dưới bên trại bên em á, trại bên em ở dưới dưới Tiền Giang á, thì lát trưa nay thì bên trại gửi lên cho em một tổ chè lửa xám giống như cái đợt vừa rồi á. Thì lát trưa nay nếu mà nó về sớm á, thì em sẽ kịp em quay. Nếu như về sớm kịp á, thì em quay clip em sẽ đăng lên cho anh chị em nào có nhu cầu nha. Đó thì có một tổ lửa xám non thôi chứ không có gì nhiều hết ha. Đó, giống như anh chị em mà xem cái hôm bữa em cũng có bán nguyên tổ á, thì có hai con phải nói xám khói rất là đẹp, hai con ra thường. Đó, cho nên là bán giá coi như là nguyên một tổ, giá rất là mềm luôn. Đó, còn cái con lửa hồi nãy và cái con lửa này nè thì là lửa rừng nha, chưa qua cám nha, chưa qua cám. Anh chị em chịu khó về tập cám vô cho nó giúp em nha. Đó, cái mùa này thì anh chị em đó, tưởng
Đó, cái mùa này thì anh chị em chịu khó nè, sâu dế cào cào gì đó cứ vứt dưới đáy lồng cho nó giùm em nha. Con này mới vừa về tức thì luôn, mới ăn được vài ăn sâu thôi. Đó. Mùa này anh chị em chịu khó nhớ giùm em nha. Đó, cứ sâu dế cào cào thả dưới đáy lồng cho nó giúp em nha, vừa cho ở trên vừa cho ở dưới ha, nói chung là cho hai nơi cho nó muốn ăn ở đâu nó ăn nó cho nó dễ đó, giống như em là em để phía trên này vừa trên vừa dưới luôn ha. Đó, con này tặc rất là dễ thương ha, đuôi lụa, con này đuôi lụa hơi tôm nhẹ nha, đó giá chỉ có 2,8 triệu thôi, nó rất là mini luôn nè, được bằng hai cái ngón tay, đuôi khá dài, rất là đẹp. Rồi, bye bye và xin chào, hẹn gặp lại tất cả quý anh chị em ở trong một cái video tiếp theo nha. Chúc mọi người ngày mới thật là nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui và thật nhiều thành công trong cái ngày mới. Xin chào và hẹn gặp lại.